Tiến đến Chúa hơn và được đáp lại tình yêu Chúa hơn. Và ở đây chúng ta nhận biết mình là những người tội lỗi trước Thiên Chúa và đứng trước Thánh. Chúng ta xin Ngài phải được từ bi nhân hậu thứ tha cho chúng ta và giúp chúng ta tẩy rửa tâm hồn của chúng ta để chúng ta được bất xứng với chức nhan thánh của Ngài và dâng của đế lên. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa,
trên trời là Chúa Cha toàn năng. Này con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin đừng lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sâu sắc thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa cùng sống và đồng trị với Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Khôn ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết. Tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng, đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan. Tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn. Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp. Tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin cho con nó thỏa ân tình Chúa, để con hân hoan vui sống suốt cõi đời. Xin cho con nó hòa ân tình Chúa, để con hân hoan vui sống suốt cõi đời. Xin Chúa dạy con không đến thời giờ, lạy Chúa xin trở lại
thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn và thần trí, gân cốt với tùy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa. Tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của đấng mà chúng ta phải trả lễ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước mặt người và hỏi: Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì tỏ mặt u sầu và buồn bã bỏ đi, vì anh ta có nhiều tài sản. Lúc đó, Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải như vậy, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng người rằng: Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe đọc đề cập đến một vấn đề không phải là một cái lý thuyết cao xa, mà cũng không phải là nói đến một cái vấn đề mây gió xa xôi, nhưng một vấn đề ai trong chúng ta cũng phải đụng chạm tới, ai cho chúng ta cũng phải lo lắng từ sáng đến tối và từ tối đến sáng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Vấn đề đó là vấn đề gì? Anh chị em chắc đều đã rõ biết. Thưa, là vấn đề tiền bạc. Việt Nam của chúng ta có câu: tiền của là huyết mạch, là máu sống. Thiếu máu thì con người yếu đi, tối tăm mặt mũi, xỉu lên xỉu xuống. Mất máu, người ta đâm ra tàn tạ và có thể vong mạng nữa. Thế mà khi cái người thanh niên đạo hay kia nghe Chúa trả lời: anh chỉ còn thiếu có một điều là bán tất cả gia tài, bố thí cho kẻ nghèo rồi tới theo ta. Thế anh buồn rầu bỏ đi. Chúa liền nói với các môn đệ một câu, một câu làm cho các môn đệ kinh ngạc choáng váng. Ngài nói gì thưa anh chị em? Ngài nói: người giàu có vào nước trời thật là khó. Thế có phải nếu tôi giàu có, nếu tôi có tiền có của, thì tôi sẽ bị trầm luân quằn quại trong lửa hỏa hào hay không? Có phải là để được hạnh phúc trường cửu, tôi sẽ phải nghèo sơ, nghèo xác, đói rách khổ nông? Không. Có phải để được vào quê trời, tôi phải về ra, phải vô gia cư, phải thất thể trên các đường phố hay không? Ở trong tin mừng theo Thánh Luca đoạn thứ 14 câu 28, Chúa còn nói rõ ràng hơn: ai không bỏ tất cả của cải mình có thì không thể là môn đệ ta. Như vậy, nhà cửa, xe cộ, đồ đạc phải bán đi cho hết, tiền bạc phải dốc đi cho hết, trở nên bần cùng khổ nông. Như thế mới là môn đệ của Chúa được, có phải vậy không thưa anh chị em? Lời Chúa gây thắc mắc, thì cũng chính lời Chúa trả lời, chính lời Chúa giải quyết cho chúng ta. Trong tin mừng của Thánh Luca đoạn 16 câu 12 và 13, Chúa Giêsu nói rất rõ ràng: không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc là nó kính chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Làm tôi nghĩa là gì thưa anh chị em? Làm tôi là phục vụ chủ của mình, tuân theo mọi cái ý muốn, mọi cái lệnh truyền của chủ của mình. Và trong thời đại của Chúa Giêsu thì làm tôi còn có một cái nghĩa mạnh hơn nữa. Làm tôi thời đó là làm nô lệ. Trong cái chế độ nô lệ thời đó, người chủ có quyền tuyệt đối trên người nô lệ, có quyền sống, quyền chết, vì người nô lệ là cái của sở hữu của chủ. Làm tôi tiền của là vâng phục tiếng nói của tiền, cũng như tiếng nói của chủ với người nô lệ. Đặt tiền của làm chủ, đó là coi tiền như một cái giá trị tuyệt đối của đời mình. Và vì thế không ngừng trước bất cứ phương tiện nào, giàu bất chính, miễn là được tiền của. Không đếm xỉa gì tới nhân nghĩa, không đặt tiền của trên lương tâm, trên cả Thiên Chúa nữa. Chúa dạy: các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà vừa làm tôi tiền chủ. Chúa không buộc chúng ta phải bỏ tiền của đi, nhưng không được đặt tiền của trên cái nấc cao hết, trên cái nấc thang chỉ được dành cho một mình Thiên Chúa, cái thang giá trị của đời sống của mình mà thôi. Giàu có không phải là một tội, nhưng làm giàu khi phải trà đạp nhân phẩm và công bình bác ái là tà vậy trước con mắt của Thiên Chúa.
Thiên Chúa không lên án người giàu có, nhưng Ngài lên án lối sống ích kỷ và vô tâm. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 19, câu 19 đến câu 31, người phú hộ bị luân phạt không phải vì ông ta có tiền có của không. Ông bị trầm luân trong hỏa hào vì ông nhẫn tâm, vì ông ích kỷ, vì ông không đoá nhìn thấy những người nghèo đói, một người nghèo đói nằm khổ sở ngay trước cổng nhà của ông, mà mỗi ngày ông đi đi lại lại, ngày nào ông cũng nhìn thấy. Không làm tôi tiền của và sống nhân hậu có dễ không thưa anh chị em? Không, chẳng dễ chút nào. Không dễ vì trong bất cứ cái xã hội nào, trong một cái văn hóa nào cũng không dễ, bất cứ ở cái phương trời nào, ở xứ sở nào, nhưng đặc biệt ở cái đất Mỹ chúng ta đang sống đây. Nơi đây tiền bạc vận dụng một cái thế lực, một cái sức mạnh kinh khủng trong mọi cơ cấu, trong mọi tổ chức, trong mọi hoạt động chính trị, y tế, an ninh, ngoại giao, thể thao, và đôi khi ngay cả trong hội Thánh Chúa nữa, ngay cả trong các dòng tu nữa. Thưa anh chị em, có tiền thì mua tiên cũng được, như người ta thường nói, mua tiên và mua cả lương tâm nữa, và còn muốn mua cả Thiên Chúa nữa. Thưa anh chị em, mà để có tiền thì người ta phải bất chấp phương cách, nào là lường gạt, dọa nạt, bắn giết, đủ trò đủ kiểu. Sống trong một cái xã hội như vậy mà mỗi ngày chúng ta phải chi tiêu không biết bao nhiêu là thứ, mỗi tháng phải trả không biết bao nhiêu là hóa đơn, bao nhiêu là bill, thật khó. Không nhiều thì ít, cách này cách khác, khó không làm tôi tiền của được. Thưa anh chị em, chính vì vậy phải ít là mỗi Chủ nhật chúng ta tới nhà thờ đây dâng lễ đọc kinh, không phải chỉ để giữ luật xem lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc, nhưng còn để nhận cái ánh sáng, nhận ơn trợ giúp để có thể sống ngay thẳng, sống liêm chính. Bởi vì tiền bạc có một cái mãnh lực kinh khủng. Cái sức con người chúng ta khó có thể nói không sao thắng nổi nó, nhưng Chúa toàn năng có thể làm mọi sự. Những vị như Louis nước Pháp, như nữ hoàng Elizabeth nước Hung Gia Lợi, nhờ ơn Chúa trợ giúp đã sống, đã không để cho tiền bạc giàu sang ở trên ngai vua chúa của mình lôi cuốn, nhưng đã trở nên những vị thánh, thánh Louis và thánh Elizabeth. Và đây một câu chuyện không kém kỳ diệu, tỏ rõ cái quyền năng của Thiên Chúa. Không biết anh chị em đã nghe chưa? Nếu nghe rồi, xin mời anh chị em nghe lại. Nghe lại trước nhan Thánh Chúa, để xin qua cái câu chuyện đó, Chúa muốn nói cho chúng ta cái gì? Chúa muốn ban cho chúng ta cái sức mạnh nào, trong cái hoàn cảnh nào, trong cuộc sống của chúng ta? Anh Alan Fong là một người di cư tới Hoa Kỳ năm 1956 và làm bồi bàn cho cái quán ăn Buena International ở San Francisco. Một buổi chiều tháng 5 năm 1991, khi quét dọn tiệm ăn, anh nhận được một ở dưới một cái bàn ăn một cái bị. Và anh kể lại, khi mở cái bị đó ra, cả con người của tôi nó run lên cầm cập, vì trong bị là những cái bó tiền 100 đô. Nhưng bó tiền đó là bao nhiêu tất cả thưa anh chị em thử đoán xem. Có phải 1.000 đô hay không? Không. Hay là 10.000 đô? Cũng không. Hay là 54.000 đô? Không, cũng chưa. Nhưng là 277.000 đô. Một cái số tiền rất là lớn thời đó, và nhất đối với thời chúng ta khi mà kinh tế đã xuống. 277.000 đô thời đó đối với thời chúng ta đây có thể giá trị cho là tôi nửa triệu đô cũng có thể. Anh Alan có giấu đi cái bị đó đi hay ít là lấy ra vài cuốn bỏ vào túi hay không? Không. Anh ta mang tất cả
đưa cho người quản lý. Vài giờ sau, người chủ cái bị đến tìm và được trả lại y nguyên. Không biết ông ta có thưởng cho Alan chút gì không. Nhưng ông Arthur Agnos, thị trưởng của San Francisco, cảm kích trước cái tấm lòng liêm chính của anh Alan. Ông đã vận động để cho Alan làm chủ một cái quán ăn để có thể sống thoải mái suốt đời. Cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa đã làm nảy nở những cái đóa hoa thơm giữa bùn lầy của trần gian này. Hôm nay, xin mẹ và Thánh Gerardo cầu bầu cho chúng ta tất cả để đứng trước cái nguy cơ đó, cái nguy cơ bị tiền bạc thôi miên, bị tiền bạc lôi cuốn. Chúng ta được tin theo nghe Chúa và đặt Chúa làm chủ, đặt Chúa làm cái nấc cao nhất trong đời sống của chúng ta, chứ không có cái gì khác. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của chúng ta vào Chúa. Tôi tin kính là một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa ánh sáng, bởi ánh sáng Thiên Chúa thần, bởi Thiên Chúa thần được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thế với Đức Chúa Cha nhờ trong đời kẻ chết sống lại
và sự sống đời sau. Chúng ta đang đứng trước mặt Thiên Chúa là đứng từ bi và nhân hậu. Ngài sẵn sàng ban tất cả những ơn phước xuống cho chúng ta nếu chúng ta mở rộng lòng chúng ta ra để đón nhận ơn của Ngài. Trong niềm vui của toàn thể hội thánh cử hành năm đức tin, xin Chúa giúp chúng con sống lời mời gọi, tái khám phá đức tin của mình để tìm lại niềm vui và sự hăng hái tìm gặp Đức Kitô và sẵn sàng đối mặt với sự tục hóa và những thách đố khác đang làm khủng hoảng đức tin của nhiều Kitô hữu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa toàn thể nhân loại. Xin cho chúng con biết sử dụng thời gian ân sủng này để quan tâm đến việc tân phúc âm hóa nhằm củng cố đức tin cho Kitô hữu, nhất là những người đã đánh mất căn tín của mình, và rao giảng cho thế giới biết sự cần thiết phải có Thiên Chúa trong đời sống xã hội. Nhờ lời chiến cầu của mẹ hoàng cư phú, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con dâng lên Chúa Giáo hội Việt Nam, cách riêng cho các giám mục. Xin Chúa đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần trên các ngài và cho những kết quả của hội nghị thường niên của các ngài trong năm đức tin mang lại những thay đổi thiết thực cho giáo hội và quê hương chúng con. Chúng con dâng lên Chúa đất nước Hoa Kỳ, xin ban ơn khôn ngoan cho những nhà lãnh đạo và xin giúp chúng con biết bầu chọn những người tài đức để lãnh đạo quốc gia này. Chúng con dâng lên Chúa cộng đoàn nhỏ bé của chúng con. Xin Chúa ban thêm đức tin và nâng đỡ những ai đang đau yếu, những người không có việc làm. Chúng con dâng lên Chúa những ý nguyện thầm kín trong lòng. Nhờ lời chuyên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Vâng, lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu và là đấng đầy tình thương xót, chúng con dâng lên Chúa tất cả những lời cầu nguyện đó và bao nhiêu những lời cầu nguyện khác mà chúng con đang ấp ủ trong tâm lòng của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa để với tất cả tâm lòng tin cậy mến yêu, nếu là đẹp lòng Chúa và ích lợi cho chúng con thì chắc chắn Chúa ban cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Chúa. Chúng con cảm nguyện xin Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng đoái nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến để làm cho thánh lễ chúng con đang sôi sáng cử hành, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cây trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: trên cả tầng trời, Chúa toàn đấng đời em nhân danh Chúa hoan hô Chúa trên cả tầng trời, hoan hô Chúa trên cả lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cúng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, theo lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị nộp, người chính người cầm lấy bánh, tạ ơn dâng lời chúc tụng, tạ ơn Chúa, bề ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ và nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm phiền Chúa xin thiên. Và thiên sư Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến, cho tới khi vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa, đoái nhìn hiến lễ hồi thanh dâng lên Chúa. Và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thưởng hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ, Cha Thánh An Phong Sô và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa để hỏi giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin cho ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Đức Tổng Giám mục Xê, các đấng phụ tá chúng con, cùng toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và toàn dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời của gia đình mà Chúa đã muốn tu họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp mọi nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, đặc biệt các linh hồn Maria, Anna, Giuse, Ferro, Domenico và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các ân nhân của chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết Thầy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban ngoại ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Người dạy chúng ta dám nguyện rằng
lạy Cha chúng con ở trên trời, xuống cùng con để dành cha con sáng, mưa cho chỉ đến như cha hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ trước trang dỗ những cơ chúng con cho hỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sơ dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lấy đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời gọi tới dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
Kitô. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Chúng ta xin ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhau đứng, chúng ta đọc kinh. Chúng ta đang ở trong tuần cuối nhật mân côi theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Chúng ta trong việc cầu nguyện 9 ngày từ ngày 14 ngày hôm nay cho đến ngày 22 để cầu nguyện cho sự sống và cho tự do tôn giáo. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc chung. Lạy Chúa là làm chứng ta cho tin mừng một cách cam đoan.
con cái người dân Hoa Kỳ đang thờ ơ với quyền của các thai nhi và quyền của những ai nhu cầu sống theo đòi hỏi của đức tin và lương tâm. Chúng con cầu xin Chúa luôn ban Chúa Thánh Thần để trợ giúp chúng con trong hoạt động góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương đích thực. Amen. Xin mời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho chúng ta. Lễ xong chúc anh chị em được bình an. Sau thánh lễ lớp học sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 40. Xin mời cộng đoàn mở sách Thánh Ca trang 432. Thank you.